And now we have a hotline from Phương Trinh in Âu Lạc, also known as Vietnam. Kính gửi sư phụ kính yêu Tim Cô Thu và đội ngũ thánh nhân của truyền hình Vô Thượng Sư, con xin chia sẻ những lợi ích hữu hình mà con không hề và không dám nghĩ đến, nhưng đã được sư phụ bên trong nói với con sau khi con liên tục mở truyền hình Vô Thượng Sư trong một năm. Thứ nhất, hàng chục quán ăn bán thịt người thân động vật và rượu bia thâu đêm suốt sáng rất đông khách đã bị đóng cửa vô thời hạn. Thứ hai, nạn trộm cắp thường xuyên xảy ra trước đây, nhưng trong một năm qua không có vụ nào cả. Thứ ba, đặc biệt nhất là không có người thân chó nào bị bắt trộm để bán cho các loài giết mổ. Con thật sự biết ơn vì chúng con bất lực dù rất thương mấy bạn thú này. Thứ tư, hai mẹ con người hàng xóm có thể vì nghiệp chướng truyền kiếp nên gần như mỗi khi họ gặp nhau là cãi nhau, đêm nào cũng cãi nhau, và giờ đây việc này đã giảm đi 99%. Thứ năm, chính quyền ở nơi con sống hoạt động hiệu quả hơn, các chính sách giúp đỡ người dân và người thân động vật được thực hiện tốt hơn, đường xá được sửa chữa, nâng cấp sạch sẽ hơn. Con không biết nói gì hơn ngoài sự biết ơn chân thành của con đối với những gì sư phụ đã mang đến cho chúng con, những đệ tử và nhân loại ngoài kia, những người vẫn chưa chịu nghe những giáo huấn chân lý của Ngài. Mong rằng nhân loại sớm thức tỉnh và ước mơ của Ngài về một thế giới thuần chay sẽ sớm thành hiện thực. Chiến tranh sẽ kết thúc, sẽ có hòa bình vĩnh viễn trên địa cầu xinh đẹp của chúng ta. Đệ tử của Ngài, Phương Trinh từ Âu Lạc, Việt Nam. Right-minded Phương Trinh, it is a joy to read of such positive transformations happening around you by having Supreme Master TV on in your home. We are indebted to our beloved Master for graciously creating a pathway for the world to receive immense blessing power. May the vast cosmos always protect you and dutiful Âu Lạc or Vietnam, Supreme Master TV team. P.S. We were inspired by Master to write this for you. Appreciative Phương Trinh, Supreme Master TV is very special, and our brothers and sisters have written many hard lines about how it cleanses the environment around them. It is a pleasure to hear how your community has changed for the better in the past year. Hope it continues to blossom. May you and the tranquil Olexis or Vietnamese people gain ever greater inner wisdom by the day. Love you. Vegan, because the animal people are a blessing. We welcome your hard lines, stories, and acute, loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/hardline.